Chào các bạn, đây là video hướng dẫn sử dụng sản phẩm mỹ phẩm Thoracao, thương hiệu có hơn 50 năm đồng hành, chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe của người sử dụng. Kem nghệ trang điểm dưỡng trắng da Thoracao là sản phẩm đặc biệt của dòng sản phẩm nghệ Thoracao, được trích bỏ màu vàng đặc trưng của củ nghệ, giữ lại các sinh tố giúp cho làn da trở nên trắng trẻo, sáng mịn hơn sau khi sử dụng, cùng với các tính năng dưỡng da trắng sáng tức thì, xóa mờ vết thâm, giữ ẩm tốt cho da luôn mềm mịn. Có thể dùng trang điểm tự nhiên mỗi ngày. Trước tiên, bạn chọn sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp, rửa mặt thật sạch. Sau đó dùng thêm nước hoa hồng để giúp cân bằng độ ẩm cho da. Rửa tay sạch và lấy kem vừa đủ, chấm lên 5 vị trí trên mặt, trán, mũi, cằm, hai bên gò má. Sau đó thoa kem đều khắp mặt rồi massage nhẹ nhàng để kem thấm vào da. Cần lưu ý, sản phẩm khi thoa lên da sẽ có màu ngà nhẹ, tiệp hẳn vào da, giúp bạn cảm nhận được làn da tươi sáng lên tức thì và rạng rỡ hơn. Sau khi thoa kem xong, dùng các ngón tay vỗ nhẹ lên mặt nhằm giúp làn da được thư giãn và giúp kem bám tốt vào da để tạo lớp trang điểm tự nhiên tươi tắn. Thích hợp sử dụng hàng ngày, giúp bạn có làn da đẹp và khỏe lên theo thời gian. Nếu bạn đang tìm sản phẩm vừa dưỡng da tươi tắn, vừa trang điểm tự nhiên nhẹ nhàng, hãy nhớ ngay tới kem nghệ trang điểm Thoracao.